Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến đối với ngày hôm nay. Thì chúng ta đang ở trong những cái ngày cuối cùng của cái tuần đầu tiên của tháng 12. Và mình cảm thấy rằng là trong thời gian tới chúng ta đang có khá là nhiều những cái tin tức có thể tác động đến xu hướng của thị trường. Mặc dù chúng ta đều biết là thị trường hiện tại đang chủ yếu là sideways, nhưng mà mình tin rằng là trong tháng 12 này sẽ có những tin tức khá quan trọng. Nó sẽ có ảnh hưởng đến cái xu hướng mà các bạn sẽ cần quan tâm đến cái xu hướng của BC trong từ giờ cho đến hết năm 2022, được chưa? Vậy thì cụ thể đó là những thông tin gì thì mình sẽ cập nhật cho các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Ok, thì trước tiên là chúng ta sẽ cùng đến với cái chart đồ thị của BC trên Kong Weekly để chúng ta có được cái nhìn tổng quát nhất xem là diễn biến của thị trường trong thời gian tới nó sẽ như thế nào. Thì các bạn thấy là qua chart weekly của BTC ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là cái xu hướng chính của BTC hiện tại chúng ta phải chấp nhận vẫn đang xuống giảm, đúng không ạ? Và sau cái thời điểm đầu tháng 11 thì các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái pha giảm giá rất là mạnh. Thì vài tuần gần đây là Bitcoin đang có xu hướng là tích lũy chững lại và đang dần có cái xu hướng là hồi phục. Và nếu như các bạn nhìn lại những cái lần giảm giá sâu của Bitcoin trong quá khứ thì sau đấy đều có những cái pha hồi phục tương đối là tốt. Thế nên hiện tại thì giống như cái video trước ấy, thì hiện tại mình vẫn đang kỳ vọng là lần hồi này của Bitcoin sẽ lên được cái vùng tầm khoảng 18 cho tới 18.001. Đến lúc đấy thì chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái xu hướng nó như thế nào đã, bởi vì bây giờ chúng ta cũng không thể nào có cái kỳ vọng nó quá cao và quá xa được, đúng không ạ? Chủ yếu đang là chúng ta có những cái kỳ vọng trong ngắn hạn mà thôi. Ok, bây giờ chúng ta cùng chuyển sang cái khung thời gian nhỏ hơn là khung H4. Thì chúng ta có thể thấy rằng là sau khi mà Bitcoin phá qua được cái vùng mô hình tam giác và cái vùng này được đỡ bởi vùng 15.600 thì Bitcoin đã có một cái pha tăng trưởng tương đối tốt. Tuy nhiên thì giá của Bitcoin hiện tại đang bị chặn bởi cái vùng kháng cự tại vùng giá là 17.300, và hiện tại các bạn có thể thấy là đang có rất là nhiều những cái phản ứng tại vùng giá này. Sau đó thì Bitcoin cũng đã có vài lần quay đầu giảm giá, nhưng mà có một cái tín hiệu tương đối tích cực, đó là hiện tại thì BC vẫn đang được đỡ bởi cái đường trendline. Và cái điều này vô hình chung đã ép cho giá của Bitcoin đi sideways và có cái xu hướng là thu hẹp lại và tạo dần thành một cái mô hình tam giác. Thế nên khả năng cao là Bitcoin sẽ có những cái pha break tương đối mạnh. Và theo những cái thông tin sắp tới mình cho rằng là có thể tác động đến giá của Bitcoin trong thời gian tới thì nó cũng khá là khớp với cả cái phân tích kỹ thuật trong ngắn hạn của BC. Ok, thì cái thông tin tiếp theo mà mình muốn cập nhật cho mọi người đó là liên quan đến stablecoin. Thì cụ thể như các bạn có thể thấy đó là theo Wu Blockchain, một trong những cái trang tin tức nhanh nhất trên Twitter, thì sàn giao dịch tiền mã hóa Coinbase họ vừa mới có một cái thông báo warning tất cả mọi người trên toàn thế giới đang sử dụng sàn giao dịch của họ đang nên chuyển đổi dần tài sản từ USDT sang USDC. Đây có thể là một cái động thái đáp trả khi mà trước đó không lâu thì Binance đã delist tất cả những cặp giao dịch có liên quan đến USDC. Và nhiều ý kiến cho rằng là cái cuộc chiến giữa các stablecoin trên thị trường đang thực sự là đang rất là nóng. Và theo cái thông tin chính thức được confirm trên trang chủ của Coinbase thì cái lý do mà Coinbase đưa ra cái lời khuyên cho người dùng là bởi vì họ cho rằng USDC chính là sản phẩm stablecoin đáng tin cậy, được back hoàn toàn bởi những cái quỹ dự trữ có tính ổn định cao. Trong bối cảnh hiện tại thì hàng loạt những cái stablecoin đang ở trên thị trường là đang bị mất peg và có nhiều đồng thậm chí là còn bị delist ra khỏi sàn, nó gây ra những cái hậu quả rất là khó lường, đúng không ạ? Thì sau khi đọc những tin tức này ấy, thì với những cái bạn mới và những cái bạn mà mới vào thị trường thì các bạn có thể thấy là khá là hoang mang, đúng không ạ? Không biết hiện tại nên là lưu trữ ở USDT hay là USDC. Thì để mà mọi người có cái nhìn sâu hơn cũng như là rõ nhất đó, thì chúng ta sẽ bỏ qua cái tin tức truyền thông sang một bên. Bây giờ thì mình sẽ phân tích cho mọi người một số những cái dữ liệu cụ thể xem là mọi người quyết định là nên lưu trữ USDT hay USDC nhé. Ok, thì có thể nói là tổng quan mà nói theo cái dữ liệu của CoinMarketCap bây giờ ấy, thì USDT, USDC và BUSD đang là ba đồng stablecoin mà đang lead thị trường, đúng không ạ? Trong đó thì vốn hóa của USDT đang lớn nhất khoảng mức là 65 tỷ đô. Tiếp theo đó là USDC với cap khoảng 42 tỷ. Và với những cái dự án tiền mã hóa thông thường thì vốn hóa càng lớn thì chứng tỏ rằng là quy mô và cái độ uy tín của dự án càng cao. Tuy nhiên thì đối với cái đồng stablecoin ấy, thì đằng sau cái mức vốn hóa hàng chục tỷ đô la đó chính là áp lực cái quỹ dự trữ của họ có đáp ứng được hay không. Thì cái quỹ dự trữ mới chính là cái nơi mà lưu trữ các cái tài sản đảm bảo, lock lại tài sản để mà các cái dự án stablecoin có thể là in thêm ra tiền bất cứ nào mà ông muốn. Thế thì chúng ta hiểu một cách đơn giản thì dự án nào mà vốn hóa càng lớn thì dự trữ của họ sẽ càng phải dồi dào để mà có thể min ra được những đồng stablecoin mà không bị lạm phát hoặc là mất peg. Cụ thể về cơ chế của các cái quỹ dự trữ thì mình cũng đã có giải thích rất là rõ trong cái video kinh tế vĩ mô nói về bank run rồi. Bạn nào mà chưa hiểu rõ các bạn có thể xem lại cái video đấy nhé.
Ok, thì quay trở lại với cả nội dung chính thì chúng ta đang nói về những cái stablecoin thì có thể thấy rằng là ở đây mình đang có một cái dữ liệu on-chain thống kê về exchange volume của những cái đồng stablecoin trên thị trường. Hay chúng ta hiểu một cách đơn giản, cái dữ liệu này sẽ cho chúng ta biết hiện tại đồng stablecoin nào đang được ưa chuộng và giao dịch nhiều nhất bởi các nhà đầu tư. Trong đó thì cái màu đỏ nó sẽ biểu hiện cho USDC và màu xanh đậm sẽ biểu hiện cho USDT. Và các bạn có thể thấy rõ ràng là từ những cái chu kỳ trước hay là kể cả trong mùa uptrend 2021 thì USDT với cái màu xanh đậm đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Tuy nhiên thì khi mà thị trường nguội lại và downtrend như thời điểm hiện tại thì thị phần của USDT đang mất dần và USDC đang ngày càng được giao dịch nhiều hơn. Tuy nhiên thì ở dưới góc độ rộng hơn thì chúng ta có thể thấy rằng là cái volume giao dịch giữa USDT và USDC vẫn đang ở trong cái trạng thái là tương đối là cân bằng. Ngoài ra thì còn một số điều khác mà mình muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là về tổng cung của các stablecoin trên các sàn giao dịch. Thì như các bạn thì thấy ở đây là tổng số stablecoin hiện đang on air trên các sàn vẫn đang ở mức rất là cao, ở mức là 42 tỷ đô. Và con số này đã drop nhẹ từ mức cao nhất mọi thời đại vào khoảng tháng 11 với mức là 42 tỷ. Chứng tỏ rằng là trong thời gian vừa rồi là có rất nhiều tiền đã được đổ vào để mà bắt đáy BTC. Và trong số 42 tỷ đô này ấy, thì nếu chúng ta kiểm tra kỹ hơn thì cái USDT chiếm đến một nửa tổng cung, khoảng 19 tỷ đô, tức là chiếm gần khoảng 50% tổng supply, đúng không ạ? Trong khi đó thì có một cái dữ liệu khá bất ngờ khác, đó là ở thời điểm hiện tại thì tổng số lượng USDC on air trên các sàn giao dịch đang có giá trị khoảng 3 tỷ đô. Nếu mà chúng ta tính theo cái hệ phần trăm thì nó đang chiếm chỉ khoảng 7% total supply mà thôi. Điều này chứng tỏ rằng hiện tại thị trường với những cái nhà đầu tư đang cầm đô la, cầm stablecoin để chờ bắt đáy thì họ vẫn đang ưu tiên cho mình là họ cầm USDT nhiều hơn, và với những cái người mà đã chốt lời, đã cash out thì cái số tiền mà họ chuyển đổi sang USDT là chính chứ không phải là USDC. Ok, thì qua rất là nhiều cái góc nhìn về vốn hóa cũng như là về lượng volume giao dịch thực tế hay là kể cả việc số coin đang on air trên các sàn thì các bạn có thể thấy rõ là hiện tại USDC và USDT mỗi một dự án họ lại có một cái điểm mạnh riêng. USDC thì đang được ưu tiên giao dịch hơn, trong khi USDT lại được những nhà đầu tư long term tin tưởng và lưu trữ hơn rất là nhiều. Cái này là cái mà mình cho rằng cũng dễ hiểu, bởi vì những cái nhà đầu tư long term thì trước đây là 4-5 năm lúc đấy chưa có USDC, họ dùng USDT quen rồi thì họ bây giờ họ vẫn sử dụng thôi. USDC là ra sau, thế nên là sẽ được những nhà đầu tư mới tiếp cận nhiều hơn. Thì mình cho rằng là cả hai dự án stablecoin này đều đang hiện tại đang rất là ok. Mặc dù là trong quá khứ thì cũng rất là nhiều những cái thông tin phút đã được tung ra từ 2017 đến bây giờ. Thì tuy nhiên thì hiện tại thì những cái đồng stablecoin được back bởi cái đồng tiền thật này vẫn đang hoạt động khá tốt. Thế là mình nghĩ rằng là nếu mà các bạn muốn gọi là chia sẻ cái rủi ro thì các bạn chia đôi ra, một nửa các bạn lưu trữ USDT và một nửa các bạn lưu trữ USDC cũng ok. Thì mình cho rằng hai đồng stablecoin này vẫn đang khá ổn để có thể lưu trữ, được chưa? Trước khi tiếp tục cái video ngày hôm nay thì có rất là nhiều bạn có nhắn tin hỏi mình là làm thế nào để có thể nhận được những cái thông tin thị trường cũng như là được hỗ trợ về tín hiệu. Thì các bạn có thể thấy là mình có một cái nhóm tín hiệu hoàn toàn là free, và cái đường link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video, các bạn sẽ được nhận tín hiệu miễn phí ở trên cái nhóm này hàng ngày. Ngoài ra thì nếu như các bạn là những cái người mới tham gia thị trường thì mình sẽ có một cái phần quà cho các bạn, đó là một khóa học hoàn toàn là miễn phí. Thì trong khóa học này thì mình đã chia sẻ cho mọi người rất nhiều những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của mình qua nhiều mùa downtrend và uptrend để mọi người có thể có được những cái hướng đi chính xác nhất trong cái việc đầu tư của các bạn. Và nếu như các bạn muốn tìm hiểu một cách chuyên sâu hơn, một cách tỉ mỉ hơn thì các bạn có thể tham gia khóa học chuyên sâu của anh Review Capital. Và trong khóa học này thì các bạn sẽ được mình cũng như được admin sẽ hỗ trợ cho các bạn một cách trực tiếp và tốt nhất. Thì trong tất cả những khóa học chuyên sâu thì mình đã có những cái lộ trình hết sức và rõ ràng để cho các bạn có thể thực hiện, và sẽ hỗ trợ các bạn là tiết kiệm thời gian hơn cũng như là tìm ra cho mình được một cái hướng đi đầu tư chính xác nhất. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chuyển đến một cái thông tin rất là quan trọng trong thời gian tới mà các bạn sẽ cần phải lưu ý. Hiện tại thì Bitcoin đang có cái dấu hiệu chững lại và đang đi sideways, đúng không ạ? Và cái việc này có thể hiểu rằng là thị trường crypto nói chung và Bitcoin nói riêng cũng đang chờ đợi những cái tin tức quan trọng trong những cái cuộc họp sắp tới. Và gần nhất có lẽ là cuộc họp của Fed về việc là thay đổi lãi suất sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12 sắp tới. Thì check qua Fed Watch 2 thì với các cái dự đoán hiện tại thì cái mức Fed tăng có thể ở mức là khoảng 4,25% cho tới là 4,5%, với cái mức lãi suất có thể lên đến là 78,2%, cao hơn khá nhiều so với dự đoán là 4,5% cho đến 4,75% với mức lãi suất chỉ ở mức là 21,8% mà thôi. Thì cái điều này cũng tương đối dự đoán khi mà trước đấy thì Fed cũng đã có những cái động thái về việc là sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất lại ở mức là 0,5% sau cái đợt tăng mạnh hồi tháng 11 vừa rồi. Và nếu như cái cuộc họp sắp tới của Fed thì cái mức lãi suất tiếp tục có cái sự điều chỉnh tăng ấy, thì khả năng cao là cái chỉ số DXY
của cái chỉ số sức mạnh đồng đô la Mỹ có thể là sẽ có cái sự giảm điểm nhẹ trong thời gian tới. Cụ thể thì theo như chart khung daily của Nikkei thì khi mà đạt đỉnh cao nhất vào năm 2022 ở mức là 114,78 thì Nikkei đã có một cái sự giảm giá liên tục sau khi mà Fed liên tục đưa ra cái thông tin tăng lãi suất. Và với cái view của mình thì Nikkei hoàn toàn có thể tiếp tục giảm giá xuống cái vùng giá hỗ trợ là mức 102,86. Và đây cũng là một cái thông tin mà mình cho rằng tốt đối với các nhà đầu tư mà vẫn đang còn vốn trên thị trường crypto. Khi mà Nikkei giảm thì cũng sẽ là cơ hội để chúng ta có thể tích trữ mua thêm USDT P2P trong cái giai đoạn mà thị trường đang thực sự là downtrend như thế này. Ok, thì đó là những cái tin tức mình muốn tổng hợp lại các bạn ở trong cái video cuối tuần ngày hôm nay, thì hy vọng là video sẽ đem đến cho các bạn những cái thông tin hữu ích. Nếu như các bạn cảm thấy video hay, hãy đừng quên nhấn like cũng như là comment bên dưới và nhấn đăng ký kênh, ấn hình quả chuông bên cạnh để khi nào mình có những video cập nhật trong thời gian tới về những cuộc họp của Fed thì các bạn sẽ là những người đầu tiên để update và không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.